Chú rể mời 12 người yêu cũ đến dự đám cưới khiến cộng đồng mạng xôn xao mấy ngày qua. Em cũng không nhớ rõ, chắc để tầm 12, 13. Được của nó đấy. Mới đây, một đoạn clip thú vị trong đám cưới của một cặp đôi được lan truyền gây xôn xao cộng đồng mạng. Từ lúc buổi tiệc bắt đầu, mọi chuyện xảy ra rất êm đẹp cho đến khi chú rể chia sẻ với MC rằng mình đã mời tổng cộng 12 người yêu cũ đến bữa tiệc này. Sau khi nghe xong, tất cả những người đang có mặt tại bữa tiệc đều phải bất ngờ trước độ chịu chơi chú rể. Tuy rằng anh đã mời 12 người, nhưng bên đó có tổng cộng 5 cô người yêu cũ đã đến chung vui bữa tiệc của anh. Tất cả 5 cô này đều đứng trên bục lần lượt giới thiệu bản thân rồi sau đó gửi lời chúc phúc cho hạnh phúc của chú rể và cô dâu. Hình ảnh chú rể và cô dâu đang kề vai sát cánh trên lễ đường, kèm theo đó là 5 cô người yêu cũ xinh đẹp đứng vây quanh. Khoảnh khắc các cô người yêu phát biểu cùng với lời chia sẻ của chú rể là số lượng người yêu cũ mà mình đã mời. Ngay lúc đó cô dâu chỉ biết đứng im lặng lắng nghe họ phát biểu, kèm với lời hò rê thích thú của các khách mời tham dự bên dưới. Vậy nên hôm nay là có mời bao nhiêu người yêu cũ nào? Em cũng không nhớ rõ, chắc phải tầm 12, 13 người. Ôi, ôi trời ơi. Đầu tiên thì cho em xin chào tất cả mọi người đang có mặt ở đây ạ. Em tên thật là Thanh. Thật ra thì em là người yêu cũ của chú rể ạ. Ủa, cho vì mẹ một đi. Và em đã mời anh rồi thì anh phải đi đón rể có ở bánh bà. Và cái không đến, thì hôm nay em không đến, cái không đến. Em đến đây để thể chúc mừng cô dâu bánh rể. Thế mình ăn này hạnh phúc ạ. Dạ, cũng là thứ gì em cũng là người yêu cũ của chú rể. Thảo nào ở đấy không thắng người quá trời. Hôm nay em đến đây chỉ là hạnh phúc thôi chị. Với một em quả bánh rể ạ, thì em đến đây là hạnh phúc. Thế thì hôm nay em đến hạnh phúc thôi chị. Với em đúng ạ. Với mọi người là suốt ngày như hình với bóng với nhau thì có được gọi là người yêu không ạ? Và Thắng cũng đã tỏ tình với cả Hồng, nhưng mà Hồng bảo là đi cưng mà đòi này lấy bay thì nó làm hot, nhưng mà cái năm thì đã là em thì đã đúng sau năm đã được là áo tim. Khi nhau thì các bạn có thấy người đấy mà chia sẻ cái lời chúc nhất đến các em bạn ạ. Cô dâu quá thì còn dâu tất cả những người yêu của các bạn ở đây các bạn. Điều không thể nói ngoài được các em là sống vui vẻ hạnh phúc và sự tự nhạc. Sau khi đoạn clip được đăng tải, vô số cộng đồng mạng tràn vào bày tỏ sự tiếc thương cho cô dâu khi mà ngày đẹp nhất trong đời của cô mà cô phải chứng kiến cảnh tượng như thế này. Một vài người đã để lại bình luận như: cô dâu sượng chân luôn rồi, tội nghiệp cô dâu quá. Thật vô nghĩa. Cho người yêu cũ lên sân thì chịu, cặp tù chắc hủy hôn luôn. Ngày vui như trò đùa, kể cả vui vẻ nhưng mà nhà gái người ta nghĩ như nào? Ủa, mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhé. Ai cũng lo lắng cho cảm xúc của cô dâu trong khoảnh khắc đó. Tuy nhiên, một lát sau MC có hỏi cảm xúc của cô dâu như thế nào thì cô trả lời rằng cô vẫn bình thường vì khi gửi thiệp mời, chú rể có xin phép cô dâu về vấn đề này rồi. Thậm chí cô dâu còn hát tặng cho chú rể ngay trong đám cưới và trước mặt 5 cô người yêu cũ đang có mặt tại đó nữa mà. Chắc có thể gương mặt cô dâu hơi sượng là vì cô không nghĩ rằng chồng của mình lại mời nhiều người yêu cũ đến thế. Các bạn nghĩ thế nào về đoạn clip này? Hãy để lại bình luận cho chúng mình biết nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi kênh. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé!